Xin chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video cập nhật những mẫu xe sang đã qua sử dụng tại Salon ô tô Vạn Lộc, địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận báo giá tốt nhất thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy liên hệ ngay đến số hotline của Vạn Lộc Auto 0985 028888 và 0915 386666. Và tôi là Thanh Hoa, phụ trách kinh doanh của Salon ô tô Vạn Lộc, sẽ luôn luôn đồng hành cùng với anh chị và các bạn trong những video báo giá xe của Vạn Lộc Auto. Chiếc xe đầu tiên em Hoa Vạn Lộc giới thiệu tới anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Lexus GX460 sản xuất vào năm 2016, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mang tên công ty, xuất hóa đơn. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh trên quãng đường 6 vạn km, giá chào bán là 3 tỷ 350 triệu. Đây là bản nhập hãng thì sẽ có được một số những các trang bị cao cấp như là nâng hạ gầm, hàng ghế thứ ba, chỉnh điện, cửa sổ trời cùng rất nhiều những option cao cấp khác. Tiếp đến là chiếc xe Mercedes-Benz S400 sản xuất vào năm 2015, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân, biển thành phố, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Xe mới lăn bánh, 4,6 vạn km nguyên zin, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng chính hãng tại Mercedes-Benz. Về phần nội và ngoại thất vẫn giữ được chất lượng vô cùng là hoàn hảo, đặc biệt là khoang nội thất thì giữ được chất lượng mới hơn 90%. Nếu anh chị và các bạn muốn xác minh lời em Hoa Vạn Lộc nói có chính xác hay không thì hãy đến ngay với Salon ô tô Vạn Lộc để xem xe và trải nghiệm anh chị và các bạn nhé. Và chiếc S400 2015 thì đang được Vạn Lộc Auto chào bán với mức giá là 1 tỷ 950 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất 2014, ngoại thất đen và nội thất màu đen, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 10 vạn km, giá chào bán là 2 tỷ 185 triệu đồng. Và trước mắt anh chị và các bạn, đó chính là hai mẫu xe Toyota Land Cruiser cùng năm sản xuất 2020 cùng với một mức giá chào bán là 4 tỷ 650 triệu đồng. Chiếc màu trắng và nội thất màu nâu của một chủ sử dụng từ mới, tên công ty, biển tỉnh, hồ sơ cầm tay, khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Chiếc xe này thì cũng mới chỉ lăn bánh gần 2 vạn km. Và bên cạnh là chiếc màu đen và nội thất màu đen, biển Hà Nội, tên cá nhân, lăn bánh hơn 2 vạn km, mức giá chào bán là 4 tỷ 650 triệu đồng. Đây là phiên bản nâng cấp của Toyota Land Cruiser 2020 thì sẽ có một số những cái option cao cấp hơn so với phiên bản 2020 đổi về trước. Chẳng hạn như là xe được trang bị camera 360 độ, hệ thống loa JBL 14 loa rất là cao cấp, âm thanh vô cùng hiện đại và sống động. Bên cạnh đó là sạc không dây, cửa sổ trời, cốp điện cũng rất nhiều những option cao cấp khác. Tiếp theo là chiếc xe Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC sản xuất vào năm 2015, nhập Đức, ngoại thất trắng và nội thất màu kem, xe một chủ sử dụng từ mới, tên cá nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 6,4 vạn mai km nguyên zin, full lịch sử hãng, giá chào bán là 1 tỷ 650 triệu đồng cho chiếc GLE 2015. Tiếp đến là chiếc xe Lexus GX460 sản xuất vào năm 2010, bản Premium Full Option cao cấp, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật, ngoại thất đen và nội thất màu kem, xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội. Về phần ngoại thất thì chủ đã nâng cấp cho chiếc xe lên phiên bản của năm 2016, rất hiện đại và trẻ trung, và thêm đó là bộ mâm thể thao rất là khỏe khoắn và năng động. Chiếc xe Lexus GX460 bản Premium Full Option như là nâng hạ gầm, hàng ghế thứ ba, chỉnh điện, loa Markley Vision cùng rất nhiều những option cao cấp đang được Vạn Lộc Auto chào bán là 1 tỷ 750 triệu đồng. Tiếp theo là chiếc xe đến từ xứ sở cờ hoa nước Mỹ, chiếc xe Ford Explorer Limited 2.3 EcoBoost sản xuất vào năm 2019, nhập Mỹ, ngoại thất đen và nội thất màu đen, xe một chủ sử dụng từ mới, tên công ty, biển Hà Nội, lăn bánh 5,8 vạn km nguyên zin, full lịch sử hãng, giá chào bán là 1 tỷ 585 triệu đồng.
Và tiếp theo nữa, đó chính là chiếc xe Audi Q7 sản xuất vào năm 2016 nhập Đức, ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu da bò, xe mang tên cá nhân, gốc thành phố, lăn bánh 7 vạn km, giá chào bán là 1 tỷ 950 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe mà em Hoa Vạn Lộc vừa mới giới thiệu thì Vạn Lộc Auto còn liên tục cập bến những mẫu xe sang để phục vụ quý khách hàng. Bên cạnh đó, Vạn Lộc Auto còn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và sở hữu những mẫu xe theo yêu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả và uy tín. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng Salon Auto Vạn Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại!